Hola, alo, khắp cẩn khẩn cấp. Hội đồng Anh vừa tiếp nhận một trường hợp đặc biệt, cả đội tập hợp. Một thí sinh đang cần trợ giúp ngay sát ngày thi vì ôn luyện IELTS suốt mấy mùa trăng tròn mà không ngơi nghỉ. Theo kết quả khám bệnh cho thấy thí sinh chỉ mất sức, nhưng miệng đang lẩm bẩm vì thiếu vitamin tài liệu trầm trọng. Chuyện này thì dễ thôi, thiếu gì tôi bổ sung liền cái đó. Road to IELTS đang nạp thêm cho bạn 300 bài tập tương tác, 17 video luyện thi, 4 e-book, 9 bài thi thử IELTS. Tình trạng thí sinh đang dần hồi phục, thưa đội trưởng. Tôi nghĩ thí sinh cần thêm thuốc bổ động lực để đạt mức năng lượng cao nhất. Webinar đã có mặt chưa? Em đã sẵn sàng, thưa đội trưởng. Thí sinh cần gặp em mỗi tháng một lần để được bật mí những bí quyết luyện thi IELTS, kinh nghiệm chinh phục IELTS để du học và làm việc, định cư tại nước ngoài, hay cách cư độ crush bằng ngôn ngữ bay bổng. Tốt lắm, có vẻ như thí sinh đã tỉnh táo và hồi phục hoàn toàn. Tôi sẽ chuyển trường hợp này cho chuyên viên tư vấn Hội đồng Anh. Chúc mừng bạn đã hồi phục 100% công lực và mức tự tin đạt 1000% để sẵn sàng chinh phục kỳ thi IELTS tại Hội đồng Anh. Chi phí cho việc chăm sóc này là không đồng, thật vậy sao? Chính xác, toàn bộ các thí sinh khi đăng ký thi IELTS tại Hội đồng Anh đều được hưởng các quyền lợi chăm sóc đặc biệt trên. Chào bạn, mình là Bút Chì. Mình là Cục Tẩy. Tụi mình màu đỏ, được cử đến là với bạn thơ may mắn. Cùng nhau cố gắng nhé. Được thôi, cố lên, làm bài thôi. Yeah, đạt target rồi. Cảm ơn Hội đồng Anh nha. Cùng chụp hình khoe Facebook thôi nào. Ê, nhớ tắt tivi. Có bên kia tôi đẹp hơn. Chỉnh màu rồi hãy đăng nha. Tôi chọn IELTS, tôi chọn British Council.